Chào tất cả các lại Pom Pin Hồng, mời Pom Pin Hồng bỏm can lim chương trình truyền hình khăn tay gòn đài truyền hình Việt Nam. Pin hóa rừng, bóc mi phơ hồ đầy, nằm đình bón rú, mi ó tái bưng tổ tành. Anh hành là nâng cồn bưng hù, mi hờ tưng phèn tổ nộp, bình bày hàng băn cải tăng, mi thể sao hù, bón ma họt, hờ chóp khỏ. Cánh sung hào cỏ báu hù chành đầy, bưng hù sồn quốc gia bưng bón bảy chữ hư co tung na bưng tổn nốt nỉ ma họt cùng gian lơ tròn bòm cắp hù nằn có choi giờ mọi tảng tổn nốt nỉ rú từng phùng bên lại lông lá cằn bưng tàng tổn nốt kìn tổ bùng lưng dệt ho cùng mô vần cánh ăn nỉ là nhăm bưng tổ nỉ mạ pe ngay đi cùng ve so hà chương kìn cùng chất hẳn bưng tàng tổn nốt kìn nhắm có lơ tròn bưng lông vài dệt ho cùng mua hẻn khớ là nham cò bằng mày cùng phá lún vài mi thể sau hà đầy chân kìn dân hành bưng tàng tổ có bưng ình khẩu bưng lông nam dệt ho vài chóp khỏ bưng kham trên trí đại mỹ ngày lạc nghị. Khi xuân đến vạn vật như bừng mua vòng cắp cò mày ba phú bòm cắp vân lại lông phến máy. Cây cối đang chuyển mình cho mùa sinh trưởng mới. Té bưng cỏ mày, bưng đùng bó hoặc bưng tổn nộp, bòm phốt phòn, bòm cắp vân lông phến máy nhất cùng bì. Chư tổ có bòm cằn, khi bình bưng hù phốt phòn cùng bùng kiến thức rú. Môn nhì dệt hở nằm đình bón số khòn bưng tổn nục bày sau hà bưng quân cánh thẳng tánh vầy mạ pe. Cùng tên cá mốt nào, lai tàng tổn ngốc có tóc hôm cướp bình phèn, bòm cằn bày sau hà kìn. Lông bòm tóc hôm đi, có choi giờ cằn đầy đi hờn, lý bưng hù hiểm hái. Bông kiến thấy số đằng bị ó lại lông ên ham dân nì, dân nằn có mi bưng lông, bòm cắp bưng hù, lưng chơ bị ó. Cướp bình bưng hù phốt phòn. Mọi tàng tổ đang bòm bày to hà kìn, cánh bòm, mọi tổ, mọi tăng bày. Lông năm dệt nỉ, bòm cắp bưng mô sửn hoa họt, dệt phiến thái. Bụng kìn đầy xuống gòn bưng tổn hục. Mô nục, dệt ho, lọt sân hẳn. Tổn hục bày mạ pe cánh phát toi mô ha va quay bì có mít thể hình bưng ho nục báo chư tổn hốc đời có sơn nằn phân mét bưng tổn hốc là mít mô mạ pe không mốt dần té khi phá ốn cánh cò mày cò chu bó o xóm cánh là nham phải hở bưng tổn hốc dệt ho mà pe bòm cắp bưng lông lơ tròn cài lại bàn quân cánh bày lại bàn có trai giờ mỏi tàng nục rú từng phùng mi lại phù lá cằn bưng tổn nốc nỉ cho liêm le vầy cùng nam do hà trương kìm tay tỉ nhất rú bưng phùng khi phá bàn pin sòng mô chảnh thí là mô khớ cánh mùa phần sưng rú phùng sùng bừng tây trường sơn cánh vùng tây huyền bưng tăng tôn hốc kìn bùng dệt ho khẩu mua vần ăn nỉ lò nham bưng tổ bùng mi thể ngay đi bày do hà chân kìn nhất bưng tăng tôn hốc kìn má hư co kìn kén có dệt ho khẩu là mua vần lò nham bên lại tăng có mày bá mi tàng má cùng hạt bưng tàng tổn hốc kìn nhắm có lơ tròn mô hành khớ lò mô bá lún bờ
cánh bày sau hạt trơn kìn. Trơn hẳn, bưng cò mày, cò bóng mi mau gèo hung hơ, lò bưng tổn hốc bày hạt kìn. Sân hành bưng tàng tổn hốc bưng ình, khẩu bưng hù khi phá, vầy trong khỏi nét giết họ. Lai công trình nghiên cứu, cò vào chành, bưng lông kiền rú mà pe khòn tổn hốc, lò bưng lông khòn hóc mồn khòn tổn hốc, bắt cố khẽ lò bưng hù rú đầy é. Khoa hóc cò vào chành, lông dệt về khòn bưng tổn hốc nỉ, phiến lá khẩu nằm đìn bón rú cánh gian chơ toi tà vin bòm cắp bưng lông năm dệt xung hau mi thay hình tổn hốc mà pe men văn và gian chơ bóng mỹ tà vin hùng lông mà pe cỏ yếu hơn. Khu nì đầy vào chành dấu vùng bường bắc còn mương hau không mút hòn lò hừng cánh càng khân tìn cánh môn nào lò càng hung lò hy hờn sân hẳn mô tổn hốc dệt ho dấu bừng bắc có mi này dấu vùng khi phá chọc khỏ cồn san tạp vinh bóng lại khù phiến lá lùng khi phá lò khù mà pe hở tổn hốc. Bưng tàng tổn ngốc, co hòn, khẩu, té, bụi tinh cháu, cánh bưng xỉnh năn, lưng vút vòn, chơ tạp vinh, khẩn, cánh, lăng nằn có sức tàm, nòi bày, chơ trải khăm. Nham tổn ngốc hòn lại nhất, lưng mi ó, cùng, mô, bưng tổn ngốc. Tổn nốc nổi lò nham vài rết ho bưng tổn nốc trinh cằn ăn nhìn lò nham hở lại tổn nốc po bòm cằn năn hòn cánh xỉnh hòn khòn tổn nốc còn nổi bày ăn nhìn lò mít khắc nghề vào khẩn lung tổn nốc rết ho bòm cắt vùng đình cánh men nằm. Bòm các bưng tàng tổn nốc, có mít bưng quỷ luật, diện khổng văn, bưng tàng tổn nốc mim mau, cánh bưng tàng tổn nốc, lưng hòn nhất, bóng mít lại tàng nốc tóc hôm, té, bưng diện ngăn, diện hòn, cánh mau chăn ngăm. Khu nì, có hà hú bưng tàng tổn nốc mi cùn ngăm, vào khẩn, bưng hù chăn ngăm, diện. Tổn nốc po, có mi bưng hù chăn ngăm, khẽ hà. Bưng tổn nốc me thì cơ hội thu hút bạn tình của chúng sẽ cao hơn. Cùng hẳn bưng tàng tổn nốc bông mỹ bưng lông vậy
hù ho bưng hàm nhìn bón rú, tân hành, co hòn, cánh, bưng tuần hốc hòn nì, rú vùng đình, quang quàng, mi thể văng. Bằng giọng hót véo von say đắm. Lăng bưng lễ, bưng đồi nốt cướp bình, nốt bò nốt me, cánh về dệt hò đầy mỹ ó. Hò lò bón, bài chữ hé hèn, lò bón mạp pe, bưng tốn nốt nổi. Nơi chúng đẻ trứng, ấp và nuôi chim non, cho đến lúc trưởng thành. Hò lò bón mi trái nốt, cánh bưng tốn nốt ón. Vài gión bưng tốn nốt, báo trò bưng tổ ấn khổng má. Cánh số nâng tổn nục mà pe lưng bòm cắt nằm tìm bón rú vài do hạt chương kìn. Mỏi tàng nục có mít lung dệt ho dền cánh bóng chư tàng nục đầu có bé cằn cần liêm le ho lò bưng truyền giả mít thề hụt đầy bưng tổn nục nằm neo đầu mít lại thon nục đầy cứt bìn toi lung ngai ha ba cấm hết lại gian vầy dệt ho khòn chậu ăn nì lo lưng cùng bưng công trình nghệ thuật khòn bưng nghệ sĩ cứt bìn. Về lựa chọn bón vầy dệt ho khòn mỏi tổn nốt có lá cằn bỏng các bưng tàng lung năm dệt cùng mô ó cháy tinh mết có cứt bình là bón mạc pe mọi đồi nốt trí xó ma bón hai tỷ vầy xét ho ó cháy cánh cứt bình bưng khu rình cùng chân hành bưng tàng nốt xét ho rình có mít lông lơ tròn và chóp khỏ cánh bón tinh ăn cánh mết hàng tuần vầy xó đẩy bón chóp khỏ vầy xét ho khoảng chậu. Mịt thể lò hình mi hòn nục, rú bưng tắt nắm, lò bón hiểm hái. Ha ba nhăn lò bón tên ảnh, vài bài chữ hế hèn bưng tổn nốt nổi. Bưng sân hành, dùng hào trần liêm le, nhằm, ó cháy khổng mốt. Hèn kháy, trần hành lò mết nằm, hèn hờn, trần hành lò bưng tổn nốt nổi. Mi ó, mạp pe ngai đi, chơ bài hà chân kìn. Lùng hiểm hái có trôi giờ bưng tàng tồn hốc nỉ mà pe tay gian chớ. Khu trành thứ nhất đối bón dệt ho lò trò tinh ản cánh lý đầy phần đét. Cánh báu trò hềm hái, bưng tổ ấn khổng má. Bưng tàng tổ nốt có mít lại khu tòi trăng. Bưng tàng tổ nốt nòi có mít bưng lông, mi thề, dết ho tói hờn. Khu nỉ có chóp khò cắp, lông mạp pe kiền rú khổng bưng tổ nốt. Bưng tàng tổ nòi, mi thề bày chữ. Rú bưng bón, mi bằng mày, ăn nỉ. Lò bưng hù, vầy chóp khò cấp, mà pe cùng bá. Mi tàng tổ, cò mắc, kìm bưng hù, dền cánh mi lông kỹ thuật dền, bưng tàng tổ nốt nòi nỉ, mi thể dúng, bưng tàng, bưng bằng mày cùng bá, vầy rết ho, bé dưng bằng bá. Bưng tổ nốt nỉ, lò bưng khủ tỏi trang, xù bưng khủ mi cùng bá, cứ pin bưng cổng trình, ngay thì mi thể to hình, cổng hang khòng bưng tổn hốc phay hở cùng mô mọc pe, lòn nhắn rồng. Bưng tàng tổn hốc mi thể hình đầy,
bưng khù hiểm hái, từng hẳn có cho rết ho, đầy đi. Nhưng mi thể lò mi bao khẳng tổn nốt, bòm cắp, bưng khẳng cháy, bé dưng, rú cùng phá. Vậy báo hờ, mi thể bưng tổ ấn, hủ chảnh. Dân hẳn bòm cắp bồng kiến thế rú, chọc khỏ, cắp nằm tìm bón rú, chọc khỏ cắp mau khèo. Khảo lám một xuân là nham bưng tổn nốt, bình bày cánh gứt bình đồi, vầy hở mố mà pe, bưng tổn nốt lưng lơ tròn, bón chầm mê nằm, hư co, lệp toi thẻo tang vầy dết ho. Cánh mặc dết ho, rú bưng kham mảnh nổi, khủ nỉ, mi thấy hình, lò chóc khò, đối cắp bưng tàng tổn nốt nổi nỉ, bơ lung mà pe, vầy bảy chữ bưng tổ ho tổn nốt nỉ dết ho vầy trầm phủ cún vật lý đầy bưng tổ kín nhắm bưng tổ bá ăn hành lấn ngang cồn bưng lung lim the chọc khò khòn tổn nốt vầy bảy chữ lung tinh ảm bưng tổn nốt có mi thể lưu tròn bưng bón vầy dết ho bón ít là bón tinh ảm đối với loài chim yếu thế này. Cùng gian dệt ho, bưng tổn nốc bo, minh hăng về, bày song hà, ao bưng tàng trông ma. Cho chim mái xây dựng. Bòm cắp ru nó khỏng ho, đầy dệt té, phân, cánh, bưng bằng mày, bằng nhà. Tăng cồn, lưng lò nhà, cánh khùn và lông vũ để tạo nên sự êm ái cho chim non. Tổ nốt me sổ súng, bưng lông trang, vẻ rết ho, khẳng tánh, cồn bê, ó cháy. Lăng tuần nước dết về, khai nghỉ bưng tổn hô có mi ho, vài rú, ăn hẳn là lăng hơn nổi, cánh là bón, vài chữ hế hèn, hở bưng tổn hô nổi. Chơ khẳng tánh, mi thể, trái ó, cồn ho, bưng tổn hô po lưng run nó, vài con thả. Trong lúc đó, chim trống canh bên ngoài, hồi hộp chờ đợi. Trơn nục mè, cháy ó mống, bưng tồn nốt nỉ cỏ bình ỏm lóm, hà khẳng cháy nói, đầy mi ó bắt cố khé. Năm quả trứng xinh xắn là thành quả ban đầu của chúng. Lắng chân hẳn, đôi nốt nỉ cò chí bàn phến cằn lim nghe họ bưng khẳng cháy cò chí cứt bình bưng tổn nốt nổi chơ mi thể mà pe chọc khò cứt bình tổn nốt cánh mi chất dình dứng rú cùng cháy mà pe lăng xếp mứ giam tốn lúc nòi cò té ó để chui ra đón chào cuộc sống mới chờ chóm o má bưng tốn lúc nòi nỉ mi thềm mà pe men văn hờn cánh cần biết lại chương kình cùng chân hẳn bưng tổn hốc nỉ nhăng báu đầy mạp pe mết bưng tàng chương kình run nó
lò báu cho khò vài cái khay bưng khủ nỉ tốn nốc ý cần mi nằm nủ cơn nắn kỳ mứ nục mè có mi thể mi ó nằm nủ vầy hở bưng nục nòi chóc khò vòm hạp bè nằm nủ đầy mi ó cùng tốt phòng tụt nục mè ăn nằm lấn nương cùng bưng chất protein vòm cắp mi lại khù rú đầy tốt bưng khù nì vầy hở bưng tổn nục mi lại chất mạp pe non hẳn cùng sớ phòng nục nhăng mi bưng khù cho giờ bưng tổn nục nòi mi thể mạp pe men văn hờn chơ pen nục nòi im nục me có sủ súng bưng khù với liêm le giòn khẳng trái ấn vầy phạc hạ uốn mi thể mà pe men văn hờn nhiệt độ trong tổ được ổn định giúp những quả trứng còn lại tiếp tục phát triển. Con thả là rút còn mi tấm tốn nước nòi nưng mi chỉ có thêm một con thể mà pe té khẳng cháy ăn nì lấn lưng cùng bưng khù toi bưng quỷ luật kìm mứt om má bưng nục bò nục mè chí bày hà chân kìn té mười thức giảm có chí mi bưng tàng chân kìn hôn hoa bòm cắt nằm nụ hoàng ý hợp bưng nục nòi lăng sàn có mi thể bảy no hà chân kìn lăng xếp mứ đầy té ó phèn lúc nòi còn nắng men văn cánh mi khùn nục ải nục ý cọc bình toi kham mày pòm bày do hà chân kình ma rú ho còn chậu nục bò nục mè pòm cằn choi giờ do hà chân kình vầy hở phèn nục nòi còn chậu tuần nục lọt bưng tàng chân kình ấn sân bằng mày tuần nục nòi mà pe men văn mi thể mi lại tàng chân kình mi lại dình tướng vầy bóp khò cắt lăng áo hàng mừ gian cô khé mô phần lò nham mi lại tổ bùng mén sân nành cò hàng hai hình lúc côn trùng nở rộ nên việc kiếm mồi sẽ dễ dàng hơn xí tốn nốt nòi hà kình sân nành rồi nốt ải ý cho men văn mới kiếm đủ lượng thức ăn cho chúng lùng hạc bèn bòm cắt bưng khù ăn hành lần hương cồn bưng lông mạp pe còn nục bò nục mè lông lăm đù còn ải ý cho giờ xí tuần lúc nòi nhắn men văn lăng táo thóng bình mi thể mạp pe cánh mi khùn bắt cô khé bưng lục nòi mi thể bình đầy do hà chân kìn hàng chậu chim bố mẹ sẽ rời tổ để đàn con dần thích nghi với cuộc sống tự lập. Cánh mô mà pe mắng, cài bày, bưng tốn lúc nòi, còn mà pe, mi, những thế hệ chim con vẫn đều bưng khù, bình bày bón mắng, vầy hà chân kình. Xếp tạm mi bưng khù, cùng bông kín đê rú, rú phùng, ba máy. Nơi thiên nhiên hoang dã.